nhận xét về cô nàng Reaper này đi. Nói tên là Ancient of Black. Và trong cái chuỗi anime waifu mà của Havail thì nó là Reaper. Và được một cái hãng tên rất là Việt Nam là Fast Company làm. Cái con Reaper này thì rất là nhiều cái hãng làm cái con này, không phải riêng hãng Fast không, nó có rất là nhiều hãng Bandai, rồi Good New Smile hay là Sentinel, rất là nhiều hãng làm, nhưng mà riêng cái hãng Fast này thì họ làm con này rất là đẹp. Bởi vì những cái hãng khác thì họ làm cái đuôi này nè các bạn, là họ phải gắn vào một cái trụ hay là một cái gì để cố định gắn vô, còn cái này nó sùng là nó dùng 500. Đây là một cái điểm rất là hay của cái con này. Nhưng mà bù lại thì cái nhựa của con này á, nó khá là sao ta, nó rất là dễ, nó không được tốt lắm các bạn. Nhìn nó không có được sắc sảo như những cái hãng khác, nhưng mà nhìn chung thì con này rất là đẹp. Tại vì nó là figure, các bạn chân thì nó rất là đẹp thôi. Nếu các bạn không đụng chạm gì nó nhiều đó thì chả sao cả. Nhưng mà con này thì các bạn tốt nhất là các bạn nên để ở trong một cái lồng kính hay là một cái gì đó, bởi vì nó khá là đẹp. Con này lúc mà nó ra xuất xưởng thì nó rất là rẻ, nó khoảng đâu đấy khoảng 2-3 triệu gì đó thôi. Nhưng mà bây giờ vì nó thiết kế rất là đẹp và nó tôn dáng được con này vẻ rất là sexy, và thứ hai là nó dùng cái 500 để nó gắn cái bộ vũ khí ở phía sau vô, cho nên là bây giờ khá là khá mắc rồi. Có những nơi bán cả 9 triệu các bạn, không thể là chấp nhận được luôn á. Con này thì mình mua cũng khá là lâu rồi, mình để trong cái tủ của mình á một khoảng thời gian khá dài. Lúc đó mình chưa có coi cái series phim này, nhưng mà mình thấy nó đẹp quá thì mình mua thôi. Và đây là cái nhận xét chung của mình về con này. Thì tổng thể rất là đẹp các bạn, nhìn cái khuôn mặt của nó biểu cảm mà những cái nhựa nó làm á, nhìn rất là hay và toát lên được cái vẻ sexy của con này. Và thứ hai là nó có một cái bay rất là đẹp, một cái bay để đứng của con này rất là đẹp luôn. Nó làm cái này, mình nghĩ là làm cái này tốn công hơn cả làm con này nữa. Cái này rất là to, mình mua chủ yếu là mình mua có một cái bay này, cái đế này để dựng này, nhìn rất là đẹp luôn. Và chúng ta có thêm một bộ vũ khí rất là nhiều, và mình rất thích cái vũ khí này, con dao bếp. Các bạn nào coi phim có thể cho mình biết là trong phim nó có xài cái này không vậy, nhìn rất là thú vị. Chắc là đang nấu bếp rồi đánh người ta luôn á. Rồi, đây là nhận xét chung của mình về con này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình tới đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.